Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Có 68 và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một thuật ngữ đang rất là thịnh hành trong giới crypto. Tuy nó đã xuất hiện từ năm 2017 nhưng mà tới nay thì nó vẫn được rất là nhiều người nhắc đến và mình tin chắc là chưa chắc ai cũng biết nó thật sự là gì. Đó chính là NFT. Và bây giờ thì Có 68 sẽ cùng bạn giải đáp và tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến NFT trong video ngày hôm nay nhé. Hãy cùng mình bắt đầu. I've been really active with NFT. Gone and minted my own NFTs. So what exactly are NFTs? Known as a non-fungible token or a NFT. Y'all in the chat understand what an NFT is? That's an NFT. Ok, như vậy thì NFT là gì? NFT là viết tắt của Non-Fungible Token. Nếu như mà bạn lên từ điển mà bạn search chữ fungible á, thì định nghĩa của nó sẽ là interchangeable, tức là có thể thay thế được. Mình lấy ví dụ như vàng là một loại tài sản có thể thay thế được, hay là Bitcoin cũng được gọi là một tài sản fungible. Tức là mỗi đơn vị Bit thì đều có giá trị tương đương nhau, không quan trọng là Bitcoin đó được đào ra ở block số bao nhiêu hết. Vậy thì trái ngược với lại fungible thì sẽ là non-fungible. Non-fungible có nghĩa hoàn toàn ngược lại, có nghĩa là không thể thay thế được. Non-fungible assets are not interchangeable with each other. Để cho các bạn dễ hiểu hơn thì mình sẽ lấy một ví dụ nhé. Trên tay mình đang có một bình nước Kairos và mình muốn đổi lấy một bình nước Kairos khác thì mình có thể đổi được không? Được đúng không? Bởi vì nó có tính chất y như nhau và tụi mình có cả hàng trăm bình nước như thế này tại văn phòng. Vậy thì nó được gọi là fungible, tức là có thể thay thế được. Mình sẽ lấy ví dụ khác. Bức tranh này, đúng rồi, bức tranh nàng Mona Lisa đúng không? Đang được trưng bày tại bảo tàng Paris tại Pháp. Thì mình muốn đổi lấy một bức tranh Mona Lisa khác thì có được không? Tất nhiên là không đúng không ạ? Bởi vì các bạn thừa biết là tính độc nhất và giá trị của nó, cho nên bức tranh này được gọi là non-fungible, tức là không thể thay thế được. Vậy thì mình có thể nói là Mona Lisa là NFT đúng không? Bởi vì nó là non-fungible. Thực ra là không, bởi vì còn một thành phần khác rất là quan trọng, đó là chữ T trong chữ NFT, đó là token. Tức là tài sản này phải được token hóa và được mã hóa trên công nghệ blockchain. Như vậy thì có rất là nhiều bạn hỏi đó là NFT là một đồng coin đúng không? Thực ra NFT có tính chất giống như một đồng coin, đó chính là đặc tính của blockchain, đó là decentralized và anonymous, tức là phi tập trung và ẩn danh. Và cái ví, cái wallet mà bạn đang sử dụng để sở hữu coin thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng để sở hữu NFT. Vậy thì NFT và coin nó khác nhau ở chỗ nào? Vậy thì mình sẽ lấy ví dụ nha. Đó là mình sẽ cho bạn mượn 10 Ethereum. Và khi bạn trả lại mình thì bạn có thể chia nhỏ batch ra để trả dần đúng không? Ví dụ như bạn có thể chia thành 3 khoản. Lần 1 bạn sẽ trả 3 Ethereum, lần 2 trả 3 Ethereum và lần cuối cùng bạn trả 4 Ethereum. Tuy nhiên thì khi mà mình cho bạn mượn một NFT, bởi vì tính độc nhất của NFT như mình đã giải thích ở trên thì bạn không thể nào chia nhỏ NFT ra được, là mỗi lần bạn trả 0.5 NFT được. Giống như bạn tưởng tượng là mình cho bạn mượn một cái sổ đỏ hay là một con mèo chẳng hạn thì bạn không thể nào mà chia nhỏ từng phần ra để trả mình mà phải trả một lần một đúng không nào? Như vậy thì đặc tính không thể chia nhỏ và không thể thay thế được, cho nên NFT mới có tính gọi là tính độc nhất. Vì tính độc nhất như vậy cho nên đó cũng chính là một trong số lý do rất rất nhiều người đang muốn sở hữu cho mình những NFT hiếm. Còn 68 vừa rồi thì tụi mình cũng có cơ hội được hợp tác với hai nghệ sĩ đó là Andre Ryan và Wordy để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Nhạc Anh 2.0 được đấu giá dưới dạng NFT. Và sản phẩm này đã được đấu giá thành công và được bán với mức giá gần 2.900 đô, tức là hơn 66 triệu Việt Nam đồng. Hay một ví dụ khác đó là NBA Topshop đã thu về tổng doanh thu hơn 230 triệu USD chỉ từ việc bán NFT mà thôi. Hay thậm chí các bạn có thể nhìn thấy đây là một dòng tweet. Dòng tweet này là dòng tweet đầu tiên của Jack Dorsey. Cho những bạn nào chưa biết thì Jack Dorsey chính là co-founder và CEO của Twitter, đã được bán với giá là 2,9 triệu đô la cho dòng tweet này dưới dạng NFT. Và trong thực tế thì còn rất rất nhiều những ví dụ khác mà NFT đã được bán với mức giá vô cùng khủng chỉ vì tính độc nhất của nó. Các bạn có thể xem thêm tại bài viết sau của Có 68 nhé. Như vậy thì có rất là nhiều bạn thắc mắc rằng đó là nếu như mình đã số hóa tài sản như vậy thì mọi người đều có thể chụp màn hình được, sao chép hay là download về điện thoại và máy tính đúng không?
Câu trả lời là đúng, bạn hoàn toàn có thể làm như vậy. Giống như là bạn đang đi một triển lãm tranh xong rồi bạn lấy điện thoại bạn chụp hình lại thôi, nó vẫn không thể nào thay thế được bản gốc, đúng không nào? Mình sẽ lấy một ví dụ khác, đó là bạn đang muốn mua một bức tranh hiếm và cổ với giá thành khá là cao. Vì đây là một bức tranh lâu đời cho nên là bạn không thể nào gặp và mua trực tiếp từ người họa sĩ vẽ ra nó. Bạn chỉ có thể mua qua tay của một người bán, được gọi là seller. Thì trong quá trình vận chuyển và kiểm định thì không thể chắc chắn 100% rằng tranh của bạn sẽ không bị tráo hay có một cái người kiểm định nào là tranh của bạn là real hay là fake, là thật hay là giả. Nhưng mà với NFT thì bạn hoàn toàn có thể truy xuất nguồn gốc, xác nhận chủ nhân của bức tranh chỉ với vài cú click chuột đơn giản. Thậm chí thì lịch sử giao dịch của nó đều có ghi lại hết ở trên chuỗi, cho nên là yếu tố hàng giả và hàng nhái thì sẽ bị loại bỏ một cách hoàn toàn. Chưa kể là những yếu tố khác bên ngoài, ví dụ như là thanh toán với một giá trị lớn lên đến vài triệu đô hay là vài tỷ, thì cái việc thanh toán nó sẽ rất là phức tạp và vận chuyển nó cũng rất là khó khăn khi mà khoảng cách địa lý xa, đúng không? Cho nên là NFT sẽ giúp bạn giải quyết bài toán, đó là bạn có thể thanh toán bằng tiền mã hóa với chi phí giao dịch thấp hơn cũng như là thời gian chờ nó sẽ ngắn hơn phương pháp truyền thống rất là nhiều. Vậy thì mua bán NFT bằng cách nào? Đây là những nơi mà bạn có thể mua bán NFT, ví dụ như OpenSea, Foundation, Rarible. Bạn có thể đọc thông tin và tự mình so sánh về tổng giá trị bán, số lượng người dùng, nè, mạng lưới blockchain và phí giao dịch. Do NFT có thể mua đi và bán lại trên những platform này, cho nên đó cũng là một đặc điểm khiến cho nhiều người muốn sở hữu NFT. Đó là việc kiếm lợi nhuận từ việc mua thấp, bán cao và ăn phần chênh lệch giá. Tuy nhiên thì mọi việc không hề đơn giản như thế. Nếu nhìn qua hình này thì bạn có thể thấy đó là tổng khối lượng giao dịch của NFT từ trước đến nay chỉ rơi vào khoảng 300 triệu đô. Nếu so sánh thì con số này chỉ bằng 0,1% khối lượng giao dịch giao ngay của tiền mã hóa trong vòng một ngày mà thôi. Lý do là vì sao? Thứ nhất, đó là do thanh khoản của NFT rất kém. Không giống như những sàn giao dịch thông thường khác như là Binance hay là FTX, khi mà chúng ta đặt lệnh mua bán thì giao dịch diễn ra rất là nhanh bởi vì nó được vận hành theo cơ chế đó là sổ lệnh, order book. Nhưng mà với NFT thì sẽ không có sổ lệnh, như mình nói là bởi vì tính độc nhất của NFT. Ví dụ như là bạn bỏ ra 300 đô, bạn mua một con mèo ở trên CryptoKitties với mong muốn là sẽ bán lại với giá 600 đô cho con mèo này, tức là bạn lời 300, đúng không? Nhưng mà việc tìm người mua thì sẽ rất là khó. Mình sẽ lấy một ví dụ khác ha, đó là bạn có nhìn thấy cái bức hình này không? Đúng rồi, rất là quen thuộc đúng không? Bức meme này có tên là Bad Luck Brian. Và thánh nhỏ Brian đã bán meme của mình dưới dạng NFT với mức giá đó là 36.000 đô. Hay là chiếc GIF rất là dễ thương tên là Nyan Cat này, thì GIF Nyan Cat đã được bán với mức giá đó là 590.000 đô dưới dạng NFT. Vậy thì nếu là bạn thì bạn có sẵn sàng bỏ ra một số tiền như thế để được sở hữu những NFT độc nhất như thế này không? Thứ hai, đó là việc định giá của NFT khá là cảm tính. Do bản chất của việc sưu tầm là do sở thích và cảm quan của từng người, cho nên là sẽ có những người sẵn sàng trả mức giá cao, trong khi những người khác thì họ lại định giá thấp hơn. Ví dụ như ở trên thì khi bạn bán một con mèo với giá 600 đô đúng không, thì không có cái căn cứ xác thực nào cho việc đó là tại sao bạn lại định giá con mèo đó được bán với giá mức 600 đô cả. Trước khi mình tiếp tục video này thì nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ đội ngũ của Coin68 ra những video hay hơn trong series tiếp theo nhé. Ok, vậy thì tại sao chúng ta vẫn nên tìm hiểu về NFT? Mình nghĩ có hai mục đích chính. Thứ nhất đó là vì lợi nhuận và thứ hai đó là vì những giá trị khác. Nhóm thứ nhất, ngoài việc bạn có thể tạo profit bằng cách mua bán NFT như mình đã nói ở trên, thì NFT còn có rất là nhiều cách khác bạn có thể kiếm lời từ nó. Ví dụ như là trong DeFi thì bạn có thể dùng NFT như một collateral, tức là một tài sản thế chấp để bạn đi vay. Hay là ví dụ như trên platform Rarible, khi mà bạn tạo ra NFT, bạn mua bán nó thì sẽ được hưởng reward tính bằng Ready Token. Còn nhóm thứ hai thì trong video phỏng vấn của Nas Daily với Meta Coven, đó là người sở hữu NFT được đấu giá cao nhất từ trước đến nay, có tên gọi là Everydays, The First 5000 Days của People, với mức giá kỷ lục đó là 69,3 triệu đô. Anh ấy chia sẻ rằng đấu giá thắng tác phẩm này như là một act of support cho những người tạo ra nội dung, cho những người nghệ sĩ, họa sĩ và những người sản xuất âm nhạc trên toàn thế giới.
Và ngoài ra thì theo mình, đây cũng là một thay đổi lớn trong công nghệ blockchain, khi nó có thể tiếp cận được đến nhiều người dùng hơn qua những thứ mà mọi người quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như các bạn có thể thấy là lĩnh vực âm nhạc, gaming, thể thao, vân vân. Và nó cũng nhấn mạnh hơn về vấn đề bản quyền này, sở hữu trí tuệ và rất là nhiều những ứng dụng khác mà có thể phát triển dưới dạng NFT, ví dụ như là công nghệ VR, công nghệ thực tế ảo hay là vật phẩm trong gaming chẳng hạn, vân vân. Và để củng cố thêm về luận điểm này thì có một câu nói mà mình rất là thích, đó là tiền ở đâu thì niềm tin ở đó. Như các bạn có thể thấy hình này thì sự phát triển của NFT trong một số lĩnh vực như là collectibles, sports and arts là sưu tầm thể thao và hội họa. Về số lượng người nắm giữ, cao nhất là NBA Topshop với hơn 516.000 owners. Volume giao dịch trung bình và tổng khối lượng giao dịch cũng lên đến 599 triệu đô la. Một tin khá hấp dẫn đến từ sàn giao dịch Binance, đó là họ sẽ cho ra mắt Binance NFT vào tháng 6 năm nay. Về mặt tích cực thì Binance được biết đến như là người xác nhận trend. Ví dụ như các trend trước đây các bạn thấy như giao dịch phái sinh với Futures hay là IEO thì họ đều là người đi sau, nhưng vẫn có khả năng đẩy trend lên một mức FOMO trên toàn thị trường. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, nhưng mà nếu bạn đang muốn tìm kiếm cơ hội kiếm lợi nhuận thì bạn có thể tham khảo hình sau đây nhé. Tụi mình đã tổng hợp những dự án NFT nào được build trên Binance Smart Chain, những dự án nào được list trên Binance và những dự án NFT nào được Binance đầu tư. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo để biết thông tin qua infographic sau nhé. Và để kết cho video ngày hôm nay thì mình sẽ tặng các bạn một clip ngắn về cuộc đua của những dự án NFT thông qua vốn hóa thị trường Market Cap. Muốn tìm hiểu nhiều hơn về NFT và đặc biệt là mình nhận được rất nhiều câu hỏi, đó là nên mua NFT hay là mua coin của những dự án NFT. Nếu các bạn có thắc mắc câu này thì comment bên dưới video, mình sẽ giải đáp thắc mắc trong video phần 2 về NFT nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Câu 68. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ đội ngũ của Câu 68 ra những nội dung hay hơn cho các bạn trên kênh YouTube nha. Thank you for watching and bye!